Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của kênh Samoya. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vượt qua nỗi lo hậu Covid với Sam Ngọc Linh. Từ tháng 7 năm 2021, theo đạo luật về người khuyết tật Hoa Kỳ, thì hội chứng hậu Covid có thể được coi là một dạng khuyết tật. Đây thật sự là nỗi lo của những người mắc virus SARS-CoV-2. Hiện nay không có loại thuốc đặc trị nào dành cho hậu Covid, nhưng người bệnh có thể cải thiện sức khỏe và làm giảm các triệu chứng hậu Covid bằng cách kết hợp vận động, sử dụng các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cho sức khỏe, trong đó có Sam Ngọc Linh. Hậu Covid là gì? Là tình trạng xuất hiện sau 3 tháng khi người nhiễm Covid khỏi bệnh và kéo dài ít nhất là 2 tháng mà không thể chuẩn đoán được. Các triệu chứng thường xảy ra đối với hệ hô hấp như ho, khó thở, tim đập nhanh, các vấn đề về thần kinh, v.v. Đặc biệt các triệu chứng này trở nên nặng hơn khi người bệnh làm việc nặng nhọc hoặc lao động thể lực. Người mắc tình trạng hậu Covid sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới các hoạt động trong cuộc sống, trong công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày. Theo các chuyên gia y tế, không có phương pháp đặc trị cho các trường hợp mà phải tập trung và điều trị và cải thiện các triệu chứng. Sam Ngọc Linh hỗ trợ điều trị các triệu chứng hậu Covid. Là một loài cây quý của đồng bào Xê Đăng dùng để chữa bệnh từ lâu, sâm có tên gọi khác như củ ngải ròm con hay cây thuốc dấu. Được tìm thấy vào năm 1973 tại vùng núi Ngọc Linh, sâm Ngọc Linh cũng là loài sâm thứ 20 được tìm thấy trên thế giới và được vinh danh là quốc bảo của Việt Nam. Môi trường sinh trưởng và phát triển của sâm Ngọc Linh cũng khá đặc biệt. Sâm chỉ mọc được dưới những tán rừng ẩm nhiều mùn với độ cao từ 1.200m trở lên. Sâm Ngọc Linh có thể sống rất lâu, thậm chí có thể sống trên 100 năm. Củ sâm có tuổi đời càng lâu thì càng quý giá. Thành phần dược chất của sâm Ngọc Linh tập trung nhiều nhất ở phần củ sâm. Theo các nghiên cứu, có đến 52 loại saponin trong củ sâm, cao hơn nhiều so với sâm Hàn Quốc và sâm Triều Tiên. Ngoài ra, saponin có tác dụng ngăn ngừa ung thư, thì trong sâm còn có các thành phần như axit béo, nguyên tố vi lượng, axit amin đều có tác dụng ngăn cholesterol xấu, tạo hồng cầu, tăng sức đề kháng. Người mắc các triệu chứng hậu Covid thường gặp các vấn đề chủ yếu về đường hô hấp, mệt mỏi, trí nhớ kém, hoạt động tim mạch không ổn định. Sâm Ngọc Linh có khả năng kháng viêm rất tốt, nhờ vậy có thể hỗ trợ điều trị các chứng viêm họng, ho khan, ho có đờm kéo dài cho hậu Covid. Ngoài ra, với hoạt chất saponin MR2, Matronoxid R2 giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi do lo lắng hay mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Đây cũng là các triệu chứng phổ biến ở người bị hậu Covid. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu còn chứng minh sâm Ngọc Linh còn có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan, bảo vệ tế bào và cải thiện các bệnh lý về đường tiểu đường, men gan cao, mỡ máu, cao huyết áp, điều hòa hoạt động tim mạch. Sử dụng sâm Ngọc Linh để cải thiện tình trạng sức khỏe hậu Covid là một giải pháp rất tốt vì những di chứng do Covid gây ra thường gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tiềm ẩn những nguy cơ nguy hiểm hơn đối với sức khỏe của người bệnh. Hơn nữa, việc sử dụng sâm Ngọc Linh còn giúp phòng ngừa tăng sức đề kháng tốt trước việc các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện. Sức đề kháng tốt chính là khắc tinh của virus. Nên mua sâm Ngọc Linh ở đâu để đảm bảo uy tín và mang lại hiệu quả khi sử dụng? Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tumarong Contum hoặc công ty thảo dược Nguyễn Trần là nơi chuyên cung cấp sản phẩm sâm tươi, các loại nấm và các chế phẩm từ sâm Ngọc Linh với chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi luôn lấy chất lượng sản phẩm làm đầu, cũng như có sự lựa chọn nguyên vật liệu một cách kỹ lưỡng nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm an toàn và chất lượng nhất với sứ mệnh vì một cộng đồng khỏe mạnh. Liên hệ đến địa chỉ cửa hàng số 860-14 số viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số hotline 0906 852 188. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.